Xin chào các bạn, mình là Dương Dê. Trên mình bây giờ đang là chiếc điện thoại Vsmart Aris Pro. Chiếc điện thoại có camera ẩn dưới màn hình đầu tiên của người Việt Nam. Tuy nhiên khi chúng ta bật cái màn hình khóa này lên này, các bạn thấy không? Trông như ở màn hình giọt nước đúng không nào? Nhưng không phải đâu. Nó vẫn ẩn ở bên trong màn hình đấy. Đây, được chưa ạ? Ẩn rồi nhá. Chiếc Vsmart Aris Pro này thì mình đã sử dụng trong vài ngày rồi và tất nhiên là mình sẽ có một bài đánh giá tương đối là chi tiết về nó. Nó sẽ có những điểm khá giống với cả Vsmart Aris nhưng mà có những điểm nó khác. Rồi, chúng ta sẽ cùng bắt đầu nào. Hộp màu đỏ, video mở hộp thì cũng đã nói rồi. Nhưng ở trong video đó thì mình chưa phân tích kỹ hơn về cái hộp của cái chiếc điện thoại này. Đấy, tất nhiên các bạn cũng biết là có ốp lưng rồi là có tai nghe, các thứ ở đây, rất ổn, đúng không nào? Đấy, nhưng mà cái điểm mà mình chưa hài lòng ở trên cái Vsmart Aris Pro này đó là cái củ sạc. Củ sạc này là củ sạc nhanh, và củ sạc nhanh này là củ sạc nhanh 18W. Thế tại sao đây đã là củ sạc nhanh rồi mà mình vẫn chưa hài lòng? Bởi vì một cái điện thoại 2 triệu của Vsmart cũng có củ sạc nhanh 18W. Nhưng mà lên đến tầm giá khoảng 7-8 triệu như là Vsmart Aris Pro mà vẫn có củ sạc nhanh 18W thì mình chưa hài lòng thôi. Đơn giản như vậy thôi. Vì rõ ràng là trong cái tầm giá này chúng ta đã có thể lựa chọn được một số những chiếc điện thoại mà cái sạc của nó nhanh hơn rất nhiều. Ví dụ như là Realme 7 Pro, hàng chính hãng luôn nhé. Không xoáy sang hàng sách tay luôn nhé. Realme 7 Pro hàng chính hãng, giá cũng chỉ loanh quanh tầm khoảng Aris Pro thôi mà nó có sạc 65W rồi. Hay là đơn giản như một cái chiếc điện thoại mà nó bé, nó rẻ tiền hơn nhiều. Nó cạnh tranh với cả Vsmart Aris chứ không phải Aris Pro, đó là con Poco X3 thì nó đã cũng có sạc nhanh khoảng 30W rồi. Đúng nào? Thì sạc nhanh 18W sẽ là cái điểm mà mình chê. Chứ không phải là không có điểm gì để chê đâu nhá. Mặc dù là hộp phụ kiện thì Vsmart làm rất ổn. Đấy, đầy đủ, không thiếu cái gì cho anh em cả. Thậm chí là có thêm cả một cái siêu để chúng ta có thể dán chống siêu kháng khuẩn ấy, chống Covid ấy. Đấy, thì cái đấy là cái điểm mà mình nghĩ là rất là nhân văn của cái chiếc điện thoại này. RAM 8, bộ nhớ trong 128, hơn rất nhiều về RAM với cả ROM so với cả thế hệ cũ, đặc biệt là phần ROM gấp đôi luôn. Qua hộp chúng ta cũng thể nhìn thấy được, nói chung là ổn, được chưa? Cảm giác cầm nắm giống hệt so với cả Aris nên là mình sẽ không đánh giá ở đây. Cảm giác cầm nắm là tốt, cầm lên không bị quá nặng. Mặt lưng ở sau là mặt lưng nhám, bám tay, ít để lại mồ hôi dấu tay hơn so với mặt lưng bóng, nhưng vẫn để lại bình thường nhá. Cái màu xanh như này thì mình thấy khá đẹp mắt. Đấy, khung viền thì là khung viền kim loại, chất liệu ok, không có điểm gì phải đáng phàn nàn ở đây cả. Nhưng mà chúng ta sẽ đến với cái phần màn hình thì sao. Màn hình này thì là màn hình có thể coi như là vô khuyết đi, bởi vì là nó có camera ẩn ở bên trong màn hình, khiến cho phần viền trên, viền hai bên làm khá mỏng, phần viền dưới làm ở mức độ bình thường. Tuy nhiên, nhìn mặt trước của chiếc điện thoại này nhìn đẹp ở mức độ cân đối. Tổng hòa lại là đây là một chiếc điện thoại có thiết kế đẹp. Mình phải nói thật với các bạn như vậy. Đấy, cảm giác vuốt chạm ở trên màn hình cũng khá tốt. Màn hình này là màn hình AMOLED nên là cái khả năng hiển thị ở ngoài trời của nó khá tốt. Tuy nhiên có một cái điểm mà mình cảm thấy hơi đáng tiếc, đó là nếu mà Vsmart Aris Pro đã có màn hình AMOLED rồi thì lẽ ra cái cảm biến vân tay họ nên đặt ở bên trong màn hình thì nó sẽ tốt hơn. Tất nhiên cảm biến vân tay một chạm ở bên cạnh hông như này thì cũng rất nhiều hãng bây giờ đang sử dụng rồi, và nếu chúng ta sử dụng quen thì nó cũng ổn thôi. Nhưng mà có một vấn đề, đó là cái cảm biến vân tay bên cạnh hông này thì cái tiếp diện tiếp xúc của nó đến tay của chúng ta nó hơi bé đấy, nên là đôi khi mình sử dụng nó vẫn bị trượt và nó không quen cho lắm, nên mình chưa thích cái điểm này đấy. Ước gì là những thế hệ sau có thể lấy phiên bản 5G, có thể phiên bản khác chẳng hạn, phiên bản Lux chẳng hạn, thì Vsmart sẽ trang bị cảm biến vân tay ở bên trong màn hình thì sao, đúng nào? Đấy, thực ra là từ ngày xưa cái con Vsmart Lite đời đầu ấy là đã có cảm biến vân tay bên trong màn hình rồi đấy. Nhưng mà con đó thì cảm biến vân tay nó hơi chậm. Đấy, nên là có thể là Vsmart họ cảm thấy cái điều đó nó không thực tiễn, họ bỏ qua. Rồi, nhưng màn hình thì khá ổn. Nếu bạn hỏi mình là ở cái chỗ camera ẩn này chúng ta có nhận diện được hay không thì câu trả lời là có, chúng ta vẫn nhìn thấy được. Bởi vì đơn giản cái mật độ điểm ảnh ở bên trong cái phần camera ẩn này nó ít hơn nhiều so với cả mật độ điểm ảnh của những cái vùng xung quanh. Nên là khi chúng ta nhìn vào chúng ta sẽ phát hiện được luôn, bởi vì nhìn nó khá rỗ. Đấy, chúng ta sẽ nhìn vào chúng ta phát hiện được luôn. Rồi, hiệu năng thì admin khai ở bên mình đã có bài test game rồi và nó không khác mấy so với cả con Vsmart Aris bình thường. Có chăng là cái đai nhiệm của nó sẽ tốt hơn, bởi vì là nó sử dụng 8GB, 8GB rất là thoải mái rồi. Và cái bộ nhớ trong 128GB của nó sẽ lưu trữ được rất nhiều cho chúng ta sẽ lưu trữ được phim, ảnh, quay video, các thứ nữa, khá là thoải mái. Đấy, tuy nhiên là mình cũng cần phải chú ý cho các bạn, đây là cái điểm mà chúng ta bắt đầu nhé. Đấy là quay video nó sẽ như thế nào. Lần trước trong video mở hộp mình đã show ra một số những đoạn quay video rồi, các bạn có thể xem qua được. Đấy, nhưng bây giờ mình sẽ cho các bạn xem luôn. Đầu tiên
là cái video mình quay khoảng 1 phút rưỡi với cả admin Kha ở điều kiện ngoài trời. Ngoài trời nghĩa là điều kiện đủ sáng đấy nhá các bạn nhá. Và cái ngoài trời này của mình, đấy là cái ngoài trời khi mà mình quay trong điều kiện có giao thông. Nghĩa là sao? Đường xá, xe cộ đi lại khá nhiều. Để cho bạn xem là cái chất lượng thu âm nó sẽ như thế nào. Thì về cơ bản là mình đánh giá là chất lượng thu âm là chưa tốt. Âm thanh nghe lên hơi chói, bộ loa ngoài nghe cũng chưa hay, nghe loa ngoài là cũng hơi chói thật. Và cái loa ngoài này thì nó lại chỉ có một loa ngoài thôi, thì đây sẽ là cái điểm trừ. Vì trong cái tầm giá này chúng ta có thể lựa chọn được những sản phẩm nó có hai loa ngoài rồi. Đấy, nhưng mà quay video ở điều kiện đủ sáng với cái phần camera trước ấy, thì mình thấy là nó ổn hơn so với quay điều kiện thiếu sáng. Còn cũng chia sẻ luôn, đấy là nếu mà so sánh nó sang với cả những cái camera không ẩn bên trong màn hình, kiểu như là giọt nước, nốt ruồi hay là thò thụt, thì chất lượng của nó không bằng. Đấy, các bạn có thể xem qua cái đoạn video sau, xong sau đó cho mình một cái đánh giá ở ngay phía dưới phần mô tả video này nhé, à, phần comment của video này nhé. Bởi vì riêng mình là luôn luôn đánh giá rất khách quan và show ra luôn những gì thực tế nhất để cho anh em xem luôn. Và mình cũng sẽ đánh giá dựa trên những gì mà mình quay được, nhìn được, làm được chưa ạ? Rồi, xin chào các bạn, mình là Dương Dê và đứng bên cạnh mình bây giờ là Admin Kha. Bọn mình đang quay bằng camera trước của chiếc điện thoại Vsmart Aris Pro. Đấy, các bạn có thể thấy là cái điều kiện mà mình quay đang ở điều kiện ngoài trời này, rất là nhiều xe cộ đi qua. Đấy, và điều kiện này thì là điều kiện đủ sáng nhé, chứ không giống như là cái điều kiện thiếu sáng lần trước mà bọn mình quay. Và mình sẽ quay một vòng để cho bạn xem là cái chất lượng quay video trong điều kiện đủ sáng của chiếc điện thoại này nó như thế nào. Đấy, thì sau này là Vsmart luôn này. Được chưa? Các bạn đã thấy quay đủ một vòng chưa? Đấy. Đấy, Admin Kha chào các bạn đi. Rồi. Còn bây giờ thì vỡ tan hoang luôn. Đấy, nói chung là anh em sẽ thử xem là cái khả năng quay video như nào này, di chuyển như này thì chống rung ra sao này, cái thu âm như thế nào. Đấy, kiểu như vậy. Đấy, bây giờ thì bọn mình sẽ vào trong một cái điều kiện mà nó thiếu sáng hơn. Đấy. Rồi, chỗ này thì thiếu sáng hơn rất là nhiều. Cảm thấy không? Rất rất thiếu sáng luôn. Đây nha các bạn nhé. Đây là trong điều kiện mà coi như kiểu là ánh sáng ở trong nhà rồi đấy. Bởi vì bọn mình đang đi ở trong cái hầm tối om như này luôn này. Đấy, để cho các bạn xem luôn chất lượng quay video của chiếc điện thoại này như nào. Đây vẫn là chưa có cái phiên bản update phần mềm mới đâu nhé. Đấy, bọn mình vẫn đang quay ở phần mềm cũ thôi. Rồi, ok, bye bye. Thế đối với cả camera selfie ở trong điều kiện đủ sáng thì sao? Thì ở trong điều kiện này thì camera selfie nó đã tốt hơn khá nhiều rồi. Tuy nhiên có một vấn đề xảy ra đối với cả camera selfie của chiếc điện thoại này trong điều kiện đủ sáng. Đó là cái mặt của mình và mặt của Admin Kha, nghĩa là mặt của mẫu ấy, mình là mẫu đấy, được chưa? Nó hơi thiên hướng sang ám hồng, ám đỏ. Tất nhiên cái điều này thì chúng ta cũng có thể căn chỉnh được bằng cái phần mềm ở đây. Chúng ta ấn cái phần chỉnh sửa ở đây này. Đấy, chúng ta sẽ lựa chọn là tông ấm hoặc tông mát, thì mình sẽ lựa chọn tông mát. Đấy, thì nó sẽ khắc phục được cái điều này thôi. Đấy, tuy nhiên là mình nghĩ là trong tương lai thì Vsmart nên khắc phục cái điều này ngay. Và để cho anh em, ví dụ như chị em chẳng hạn mà muốn chụp ảnh selfie phát, chúng ta có thể up được lên luôn trên Instagram, up lên luôn trên Facebook, thì nó sẽ nhanh hơn, thay vì việc là cứ chụp ảnh xong chúng ta cảm thấy là mặt nó đỏ, xong chúng ta chỉnh sửa lại nó sẽ mất công thêm một bước. Đấy, thì cái điều này là điều mình không thích. Nhưng về cơ bản là độ chi tiết cho ra ở trong điều kiện đủ sáng là ổn. Ổn thôi nhá các bạn nhá. Và trong cái điều kiện đủ sáng đây là lúc mà mình chụp ảnh xóa phông với Admin Kha này. Còn đây là lúc mà mình chụp ảnh không xóa phông với Admin Kha đây. Đấy, nhìn trông này là cũng ổn đấy chứ. Đấy là đối với cả camera selfie. Còn bức hình này là bức hình mà mình chụp ảnh camera selfie một mình. Đấy, mình sẽ cho các bạn xem luôn hai bức hình hiển thị cùng một lúc ở trên màn hình cho các bạn xem. Một bức hình mình chụp ảnh selfie với điều kiện xóa phông và một bức hình là không xóa phông. Thì cái phần vùng trời phía trên này nó vẫn hơi cháy nhẹ một tí. Đấy. Ví dụ như mình, nếu mà mình chụp ảnh selfie với iPhone thì iPhone nó không xảy ra hiện tượng như thế này. Đấy, bé này là vẫn xảy ra hiện tượng hơi cháy nhẹ phía trên vùng đầu của mình. Đấy, nhưng về cơ bản là nước ảnh cho ra nó vẫn thiên hướng hơi ám hồng một tí, nhưng mà độ chi tiết ở mức độ ổn. Đấy, và nếu bạn chụp ảnh selfie với điều kiện đủ sáng với cả camera ở bên trong màn hình này thì mình nghĩ là cũng không có quá nhiều điều mà chúng ta phải lăn tăn đâu. Nói chung là ổn đấy. Đấy, mình chỉ dùng một từ ổn thôi mà. Đấy, rồi. Còn đây là chụp ảnh selfie một mình. Với điều kiện chụp ảnh xóa phông. Và đây là không xóa phông đây. Với cái việc là mình không hướng mặt lên, à không hướng camera lên trời nữa. Thì các bạn nhìn đấy, nhìn trông rất ok chứ, đúng không nào? Đấy, thậm chí là ở phía sau này, cái chữ công style cái thứ này đấy,
cái hình cái mấy cái chữ phía sau gần cái tóc mình ấy, nhìn vẫn ngon đấy. Rồi là ở phía sau này cả những cái cỏ cây hoa lá này ở phía sau nữa là nhìn trông được cái chứ, đúng nào. Đấy, đấy là điều kiện đủ sáng nhé. Thế ví dụ như mình vào thang máy thì sao? Vào thang máy ở trong điều kiện gần như là rất ít ánh sáng, nếu không muốn nói là điều kiện tối luôn, thì độ chi tiết cho ra đã mất đi khá nhiều rồi. Đấy, nó đã bệt đi khá nhiều, nhưng ít ra là mặt mình vẫn có thể nhìn được. Thực sự là như thế. Mình sợ lúc đầu vào trong cái điều kiện này thậm chí là sợ mình còn nhìn là nát ảnh cơ. Chứ còn ZTE-A Son 25G của ZTE thì nó tệ vô cùng luôn. Nó kém xa con này. Đấy, đấy. Vsmart Aris Pro như mình nói luôn là mình đánh giá rất khách quan, khen chê rất rõ ràng. Nhưng khi mình chê ấy, thì mình cũng phải nói là nếu mà so sánh sang và đại diện của Trung Quốc là đại diện của Việt Nam của chúng ta đang thắng đấy nhá. Tiếp tục nữa nào. Bên ngoài thang máy đi thì là điều kiện là nó sáng nó sẽ đủ hơn. Đấy, thì các bạn sẽ nhìn thấy là nó sẽ sáng hơn thôi, chứ vẫn là điều kiện thiếu sáng đấy. Nó sáng hơn ở bên trong thang máy thì chụp ảnh nó đã đỡ hơn rồi và rõ nét hơn một tí rồi. Đây, đây là chụp ảnh xóa phông này, còn đây là chụp ảnh không xóa phông này. Thì đấy là một số những bức hình mà mình cho các bạn xem. Còn chụp ảnh bằng camera sau thì mình thấy là giống với cả Vsmart Aris thôi, chứ không có điểm gì là khác biệt cả. Độ chi tiết cho ra là tốt, tốt ở đây tốt ở trong cái tầm giá thôi. Đấy, ví dụ như mình đây, các bạn ấy nghịch, các bạn ấy cầm camera các bạn chụp ảnh lúc mà mình đang quay này, các bạn thấy không? Đấy, phông xanh này các thứ này, nhìn rất là rõ ràng. Đấy, có thể zoom được lên trên mặt mình lên luôn này. Đấy, các bạn thấy không? Đấy, kể cả bức ảnh này cũng vậy này. Đấy, các bạn thấy chưa? Rồi, các bạn có thể xem qua nhé. Về cơ bản là chiếc điện thoại này thì cái điều mà chúng ta quan tâm nhất đấy là cái camera selfie thôi. Đấy, nhưng mình cũng chia sẻ với bạn là cái thời điểm mà mình làm đánh giá nhanh cái Vsmart Aris Pro này trong khoảng 24 giờ đến 48 giờ mình sử dụng ấy, thì là Vsmart chưa có cái phiên bản update phần mềm mới. Đấy, tuy nhiên là như những gì mà mình có nói chuyện với cả các anh em bạn bè của mình làm việc ở bên Vsmart ấy, thì anh em bạn bè có chia sẻ là chắc chắn là sẽ có phiên bản phần mềm nữa cập nhật liên tục cho chiếc điện thoại này. Cứ mỗi một lần mà có cái phiên bản cập nhật Vcam Crystal mới thì họ sẽ update lên trên chiếc Aris Pro này để cải thiện hơn về chất lượng camera, cải thiện hơn về chất lượng thu âm. Có cái vấn đề về thu âm là hơi chói, là mình cũng cần phải feedback lại đối với cả anh em để sau này có thể khắc phục được cái điều đó. Rồi, tiếp tục nữa nào. Chúng ta sẽ nói về pin thì sao. Pin là 4000 mAh thì mình dùng ở mức độ đủ dùng, hoàn toàn có thể sử dụng trong vòng khoảng 1 ngày. Mình cũng không phải cái đắn đo căn ke xem là bao nhiêu tiếng on screen đâu, bởi vì điều đó là vô nghĩa. Bây giờ chúng ta không cần phải ý những điều đó. Nếu các bạn thích on screen lâu nhá, mình nói thật với các bạn chứ, chỉ cần bật video liên tục thôi, các bạn thích lên đến khoảng 5, 6, 7 tiếng on screen đều được hết. Đấy, nhưng dùng hỗn hợp chúng ta sẽ xem là nó bao lâu. Thì nếu mà 8 giờ sáng mình rút sạc ra để đi làm thì tầm khoảng 6 giờ tối là mình phải sạc cho chiếc điện thoại này. Pin 4000 đối mình như thế là đủ dùng rồi, đủ dùng cho một ngày đi làm là được rồi. Còn về sóng sánh nghe gọi đấy thì mình cũng chụp ảnh selfie ở bên trong thang máy và tiện thể luôn là cũng test luôn sóng sánh trong thang máy, thì mình thấy hiện tại là vẫn đang bình thường. Có thể là trong khoảng thời gian mình sử dụng ít ngày đấy thì mình chưa xảy ra hiện tượng gì về sóng sánh các thứ cả. Và trong cái lúc mà admin Kha test game của cái chiếc điện thoại này thì sóng wifi vẫn ổn, không có xảy ra hiện tượng bị văng sóng wifi như nào. Các bạn có thể xem lại cái video test game của admin Kha. Đấy, nhưng bộ loa ngoài là nghe là mức độ bình thường, không hay đâu. Bộ loa ngoài là nghe hơi chói này, có jack cắm tai nghe 3.5 nhưng mà đeo thêm tai nghe và nghe nhạc thì mình cảm thấy ở mức độ cũng lại bình thường thôi. Đấy, nghĩa là nó không có điểm gì gọi là quá xuất sắc về cái khả năng nghe nhạc ở trong cái tầm giá này cả. Đấy, không biết là có phải là do tai mình là tai trâu hay không. Về cơ bản là Vsmart Aris Pro mà so sánh sang về Aris bình thường thì nó sẽ hơn về RAM, hơn về ROM, ROM là gấp đôi, RAM thì tăng lên được 2GB RAM, và hơn về cái công nghệ camera ẩn ở bên trong màn hình. Còn lại thì mọi thứ gần như là giống hệt nhau. Còn về cái công năng sử dụng thì mình thấy là cái camera ẩn bên trong màn hình này thì nếu mà so sánh sang với cả con Vsmart Aris bình thường thì nó chưa bằng. Đấy, cái này cũng phải chia sẻ luôn với cả anh em, chưa bằng. Đấy, Aris thì công năng sử dụng nó vẫn tốt hơn. Đấy. Hôm trước mình đã có một bức ảnh so sánh Aris với Aris Pro trong điều kiện ngược sáng nhé, thì lúc đó chúng ta mới cảm thấy được cái sự rõ rệt đấy. Bạn dựng video sẽ show ra luôn cho bạn xem cái hôm đó mình so sánh rồi. Và mức giá hai dòng này chênh lệch nhau hiện tại đang rơi vào khoảng 1,5 triệu, 2 triệu gì đó. Mình không nhớ rõ giá lắm đâu. Loanh quanh là Vsmart Aris Pro sau khi các bạn mua hàng tại Cellnet thì trừ đi hết quà, giá sẽ loanh quanh tầm 7 đến 8 triệu. Lúc đầu thì giá niêm yết của nó là khoảng 9,9 triệu. Đấy, thế các bạn mua hàng tại Cellnet thì các bạn sẽ được cái chính sách mua với mức giá nó rẻ hơn. Đấy, thì mức giá này thì mình thấy là với cái công nghệ camera ẩn ở trong màn hình thì cũng là một mức giá hợp lý rồi. Đây lại là một sản phẩm hàng chính hãng được bảo hành
trong vòng 18 tháng một đổi 101 ngày. Còn tất nhiên nếu mà bạn là một người thực dụng thì chúng ta có thể mua Vsmart Aris được. Còn nếu mà bạn là một người yêu công nghệ và thực sự thích trải nghiệm những cái công nghệ camera ẩn trong màn hình để có một thiết kế nó đẹp hơn thì có thể nghiên cứu sản phẩm này nhé. Nhiều bạn nói với mình rằng là giá của Vsmart Aris Pro là một mức giá cao. Tuy nhiên là mình nghĩ là hiện tại trên thế giới bán ra thương mại chỉ có mỗi ZTE với cả Vsmart bán ra thương mại là sản phẩm có camera ẩn bên trong màn hình rồi. Vậy nếu bạn sở hữu cái chiếc điện thoại này thì bạn đang sở hữu những chiếc điện thoại khác biệt so với những chiếc điện thoại khác trên thị trường. Các bạn có dám đánh đổi cái số tiền chênh lệch với cả mức giá mà các bạn nghĩ rằng là cao để có được cái điều đó hay không thì cũng có thể để lại comment cho mình biết nhé. Không ai dạy nhà giàu cách tiêu tiền và chúng ta sẽ mua điện thoại phụ thuộc vào nhu cầu, phụ thuộc vào túi tiền của chúng ta. Đó, tất cả những thông tin chi tiết về Vsmart Aris Pro như nào, mua hàng tại Sellnet ra sao mình đã để ngay phía dưới phần mô tả của video này rồi. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.